Nhằm thiết thực chăm lo cho đoàn viên người lao động, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên bố trí 13 chuyến xe xuân trị giá trên 130 triệu đồng đưa công nhân lao động về quê đón Tết Quý Mão 2023. 6 giờ sáng ngày 28 Tết, trên 500 công nhân của các công ty nhà máy trong khu công nghiệp Điềm Thụy đã tập trung đông đủ tại khu vực cổng khu công nghiệp. Năm nay thì là năm thứ 2 em làm việc ở khu công nghiệp Điềm Thụy ạ. Với cả năm ngoái thì dịch nên không về được, năm nay thì mới có dịp để về quê ăn Tết. Cảm giác bây giờ thì rất là vui và cũng rất là cảm ơn các nhà chức trách đã sắp xếp xe để về quê cho hai mẹ con. Năm nào cũng vậy, mỗi dịp Tết đến xuân về, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh bằng nhiều hình thức khác nhau luôn thể hiện sự quan tâm chăm lo đến người lao động. Năm nay, có 13 chuyến xe đưa hơn 500 công nhân lao động về quê đón Tết tại 17 tỉnh thành, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Phú Thọ, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Cạn. Xa nhất có Điện Biên, Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, 30 công nhân lao động thuộc các địa phương không đủ các chuyến xe đã được Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh hỗ trợ vé xe về quê. Đây là năm đầu tiên mà em tham gia chuyến xe xuân về quê ăn Tết ạ. Và em cảm thấy là rất là ấm áp. Vì là các cái khâu chuẩn bị của ban tổ chức rất là rõ ràng và hướng dẫn người lao động để có thể lên các cái chuyến xe của mình một cách là đầy đủ và không bị bỏ lỡ công nhân viên nào ạ. Riêng sau khi ăn Tết xong thì em cũng vẫn tiếp tục quay lại và làm việc tại công ty của mình ạ. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên và Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh cũng có những phần quà lì xì đầu năm mới cho công nhân lao động, những gia đình có con nhỏ và những phần lì xì cho 13 lái xe. Đồng thời gửi lời chúc đến anh chị em công nhân năm mới có thật nhiều sức khỏe, vui xuân, an toàn, tiết kiệm. Bên cạnh đó cũng bày tỏ mong muốn sau Tết công nhân trở lại doanh nghiệp đầy đủ và đúng thời gian, lao động sản xuất với tinh thần hăng say, sáng tạo và hiệu quả. Công nhân ở các tỉnh xa là chiếm số lượng rất là lớn. Vì vậy mà Ban Thường vụ Liên đoàn Thái Nguyên cũng xác định là giúp cho đoàn viên người lao động của mình đi lại được thuận lợi trong cái dịp Tết Nguyên đán. Chính vì vậy mà đã có những chuyến xe giúp cho đoàn viên người lao động mình có thể yên tâm về đoàn tụ với gia đình trong dịp Tết và sẽ đón công nhân trở lại nơi làm việc sau Tết. Thế và cũng rất là mong muốn đoàn viên người lao động của mình về ăn Tết an toàn, vui vẻ và bình an cùng gia đình. Sau đó thì sẽ trở lại đông đủ với các đơn vị doanh nghiệp. Những chuyến xe nghĩa tình như thế này là hoạt động thường niên, rất thiết thực tạo điều kiện cho công nhân về quê sum họp cùng gia đình, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết. Qua đó cũng khích lệ động viên công nhân gắn bó với công ty, vươn lên trong lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp.